Đọ sắc dàn mỹ nhân 9X đến từ Tân Cương, địch nữ Nhật Ba có đẹp nhất hay không? Mọi người đều biết trong giới giải trí Hoa ngữ, những nữ diễn viên xinh đẹp thì nhiều vô số kể. Trong đó đặc biệt là những người đẹp tới từ Tân Cương. Những nữ minh tinh này đều nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý đặc biệt từ phía khán giả, ngay từ những ngày đầu ra mắt. Họ không những sở hữu đôi mắt to, mũi cao, lông mi dài, đôi lông mày đậm, mà còn mang trong người nét đẹp đặc trưng nơi đây. Hãy cùng chúng tôi điểm qua một số nữ minh tinh đến từ Tân Cương nổi bật hiện nay nhé. Vị trí đầu tiên, địch nữ Nhật Ba. Địch nữ Nhật Ba, nữ diễn viên sinh năm 1992, đến từ dân tộc Âu Lỗ Mộc Đề, Duy Ngô Nhĩ. Cô nàng tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải, đang là cái tên trọng điểm được công ty gia hành của Dương Mịch tập trung bồi dưỡng lăng xê, là một trong những tiểu hoa đàn thế hệ 9X khá quen thuộc với khán giả hiện nay. Chỉ sau 2 năm ra mắt, địch nữ Nhật Ba đã nhận được sự chú ý nhờ nét đẹp lai Tây, cùng được nét sắc sảo mũi cao, đôi mắt to tròn, rất có thần trong phim Người Tình Kim Cương. Hàng loạt vai diễn sau này của nữ diễn viên như Phượng Cửu trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Lý Trường Ca trong Trường Ca Hành, Kiều Tinh Tinh trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh đều nhận được lời khen từ phía khán giả về giá trị nhan sắc. Cổ Lực Na Chát. Cổ Lực Na Chát cũng là một trong những diễn viên thế hệ trẻ nổi tiếng hiện nay, nữ diễn viên sinh năm 1992 thuộc Tân Cương, Âu Lỗ Mộc Tề. Bước chân vào con đường hoạt động nghệ thuật năm 16 tuổi, nhờ ngoại hình mảnh mai, khí chất thoát tục cùng bề ngoài xinh đẹp với các đường nét tinh tế, Cổ Lực Na Chát sớm tung hoành trong giới người mẫu. Từng là một trong những nghệ sĩ được công ty Đường Nhân hết lòng nâng đỡ để trở thành người kế vị của Lưu Thi Thi, cô nàng cũng nhận được sự yêu thích của khán giả ngay từ những bộ phim đầu tay như Hiên Viên, Kiếm Chi Thiên Ngân, Câu Chuyện Cảnh Sát hay Bậc Thầy Chia Tay Đối Đầu bởi nét đẹp phong tình của cô gái Tây Vực. Cáp Ni Khắc Tư. Cáp Ni Khắc Tư, cô gái sinh năm 1996 thuộc Tân Cương, dân tộc Âu Lỗ Mộc Tề, từng gây sốt một thời, được cộng đồng mạng điên đảo săn lùng nhờ vật điệu múa dân tộc mang tên Nhấc Mộng Đốn Hoàng trong chương trình Quốc phòng Mỹ Thiếu Niên năm 2018 bởi vẻ ngoài cực xinh đẹp, trong trẻo, thuần khiết với ngũ quan sắc nét cùng nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Nhìn hình ảnh của ba cô gái trên, chúng tôi không khỏi cảm thán, quả nhiên Tân Cương là nơi sản sinh ra người đẹp và chúng tôi cảm thấy ấn tượng nhất với địch nữ Nhật Ba. Tuy nhiên mỗi người một vẻ, nhưng vẫn 10 phân vẹn 10, mỗi người một gu. Vậy bạn yêu thích cô nàng nào